Vâng, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Zik 2 Tiểu Long Du Ký. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và hôm nay thì Long đang chuẩn bị một dàn tem anh em ơi. Tí nữa. 30 phút nữa. Thì Long đang chuẩn bị một dàn tem rất là nhiều anh em ạ. Có thể nói là rất là nhiều và Long còn chưa lọc hết các anh em ạ. Các bạn có thể xem sơ đồ màn hình. Các bạn ơi này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 21, 22, 23, 24. 24 ác anh em ạ. Đấy là Long chưa lộng hết đấy anh em ạ. Còn rất là nhiều. Đây là tàn những ác vô môn phái không? Đấy, đây các bạn ơi, đấy. Tàn ác vô môn phái này. Cấp 1 này, cấp 79 này, cấp 80 này. Nó tổng hợp đây này. Đấy, mỗi chỗ đứng một ác các bạn. Như kiểu đồ sát thành ấy các bạn ơi. Là nhìn thấy chưa? Nhiều lắm. Đây này anh em ơi, đấy chưa? Rất là nhiều. Cấp này cấp 78 này. Đấy. Đấy, cấp này là... Nhưng mà Long sẽ lọc ra khoảng 2 dàn tem các bạn. Lọc 2 dàn tem để đi phó bản cũng như là đi đi tàn kiếm. Và bây giờ giờ để Long tạo. Long có một cái app Thuyên Vũ Tiên mà hay đi tàn kiếm để kiếm vàng ấy, nhưng mà trong quá trình Long không chơi bị quên tài khoản đấy anh em ạ. Vì thế mà hôm nay Long quyết định làm này mọi em Thuyên Vũ Tiên và Long lấy tên mới đó là đâu nhỉ? Thuyên Vũ Tiên nhiều lắm anh em ơi, để xem bảng này. Thuyên Vũ Long Ca, Thuyên Vũ Tiên, Thuyên Vũ Tiên đâu nhỉ? Không biết đâu các bạn. Điệp Phi Chú Tiểu. Đợi tí nha các bạn ơi, nó quá là nhiều nên cái này là ác để chuyên đi quay các bạn. Đi quay anh em BK. Còn ác này Nga Mi Đà này không nói đâu. Đây, nói chung là nhiều lắm. Để Long xem nhá, cổ sư này. Ác này cổ sư này. Đấy. Tàn ác cúi mà, các bạn lập phát được ngay mà. Ác này Nhật Vàng này. Minh Giáo này, Võ Lâm này. Võ Lâm 29 này, ác nào? À, ác này ác Thiên Liên Trượng anh em ơi. Ác này ác Thiên Liên Trượng. Đấy. Còn ác nào nhỉ? À đây rồi. Đây. Long sẽ làm cái ác này đây. Đây cho. Đây. Giao dịch ác này ông ơi. Giao dịch cái ác này. Đấy. Đây ác này. Long sẽ giao vàng chuyển vàng luôn sang cái ác này đã. Đấy, Long may quá Long còn nhớ mỗi Minh Giáo đây các bạn ơi. Minh Giáo trận binh để đi phá bản. Đấy, áp này đi phá bản được này. Đấy. Mà áp này chưa búp là đam đã 9k3 rồi. Mà đồ thì rất là cùi anh em này. Đấy, cũng khá là cao đúng không? Như thế nó khá là cao rồi. Long sẽ trồng bát nhã cây này các bạn ơi. Đấy, 6 cây. Long phải của bạn này 100 xu anh em ạ. Để hôm nào có xu Long sẽ trả. Long sẽ trả bằng vàng thôi. Chứ Long không nạp xu các bạn. Chỉ tiêu của Long là chơi game là không nạp xu anh em nhé. Đấy. Đấy. Long chỉ có trả bằng vàng thôi. App này hết vàng. Và là trong vô số app cái này trong 70-80 app cái này thì Long chỉ lọc ra khoảng 2 tem thằng kiếm thôi. Đấy các bạn. Ôi, rất là nhiều đến nỗi đơ của màn hình rồi anh em ơi. Đấy. App này Minh Giáo này. App Nhật Vàng. Nhiều lắm anh em ơi. Đây, Long sẽ chuyển app này sang. Vì cái app này Long sẽ làm một cái app nữa. Đây, Long sẽ chuyển vàng sang anh em ơi. Để trồng cây, khổ quá. 20. À, chết rồi. Long chuyển cả túi hạt giống sang anh em ạ. Long mới vay được 100 xu mà, Long mua hạt giống. À đây. Ủa, không phải ác này. Quá là nhiều ác luôn. Đây Thuyên. Thúy Kiều. À Thúy Tiên. Long lấy cái tên này ác này là Thúy Tiên. À Zik 2 Thúy Tiên các bạn. Đấy. Đây. Đấy các bạn thấy chưa. Và Long chuyển cả 20 vàng sang. Để trồng cây anh em ạ. Chuyển sang để trồng cây thế thôi. Rồi đây.
Cái app kia Long bị mất rồi. Thật ra là Long vẫn nhớ mật khẩu nhưng mà Long quên tài khoản, Long chỉ nhớ là đang bận nút và cái số gì ở quỹ sau ấy, không nhớ các bạn. Nó còn một dãy nữa nhưng mà không nhớ. Nhưng mà app đấy thể nào sau này Long sẽ nhớ thôi. Nhưng mà bây giờ đột xuất là không nhớ các bạn. Thế mới đau. Nên phải trồng cây các bạn ơi. Đấy, trồng cây nhá. Long sẽ cho cái app này lên lên cấp cao luôn. Lên cấp 7x để đi thái hư. Đấy. Đấy các bạn ơi. Lên ầm ầm. Auto. Auto trồng cây đâu rồi mà ơi. Đây này, Long sẽ dùng auto trồng cây. Đấy. Trồng cây hạt giống này, bát nhã nhỏ này, ok. Đấy. Đối với các chúng ta phải cài nhé các bạn nhé. Đấy. Chúng ta sẽ lên cấp ầm ầm anh em ơi. Đâu rồi? Đấy. Đấy, các bạn nhìn lên cấp chưa? Đấy, lên cấp ầm ầm anh em. Các bạn thấy lên cấp 38, 39, 40, 41 chưa? Kiểu gì lên 8x là rất là nhanh anh ạ. À, 54 này, đấy đấy là chưa thu hoạch nha các bạn nhé. Thu hoạch. Ôi mất cây cha rồi. Auto này không hiệu quả sao ấy. Rồi. Nó bị sao nhỉ? Mình cài. À mình chưa ấn cái chế độ trồng cây các bạn. Để. Đấy, sorry các bạn nhé. Không sao, mất một cây mình nhiều cây mà. Biết gì một hai cây đúng không? Chuyện nhỏ. Đấy, các bạn đợi tí nhá. Đợi tí thì nó sẽ chắc chắn là nó sẽ lên cấp. Đấy. Trong trong một dàn tem này thì Long sẽ lọc ra hai ạ. Một số app để đi tìm kiếm thôi. Đó là hai dàn tem thôi. Đấy. Và bây giờ thì Long sẽ tắt vội một số app đi các bạn. Một app này rất là nhiều. Rất là nhiều anh em ơi, ở đây tổng số chỗ này là 25 app nhá. Và mỗi một server thì chúng ta tạo được 3 app trên cùng một tài khoản. Thì tổng số của Long các bạn biết không? 75 app. 75 app mà Long còn nhiều app còn chưa lộng. Đấy, chỉ tỏ là Long phải trên 100 app rồi. Đấy các bạn không? Long trên 100 app, kinh không? Giờ Long phải xóa vợ những cái này đi các bạn. À, xóa vợ một số app đi vì app này chưa dùng đến. Đấy. Không dùng đến. Long sẽ tắt vợ đi. Vậy một tài khoản chúng ta tạo được 3 app cùng một server nhé. Nếu mà server khác còn rất là nhiều. Đấy anh em ạ. Một cái tài khoản ở mỗi server tạo được 3 app. Nói chung là một server nhé. Một tài khoản chúng ta tạo được 3 app nên là anh em cứ yên tâm. Đấy, Long sẽ tắt hết những app đi. Long tạo Long chỉ lấy một dàn tem chính thôi. Sau đó dàn tem chính Long lại tạo thêm 3 hai cái app phụ. À, trong một tài khoản đó thành 3 app và chúng ta đi lúc nào chúng ta lọc cho nó dễ. Đấy. Đấy, những cái app này đủ đủ để đi tìm kiếm hết rồi. Đấy, có 7980 thôi là ok các bạn. Đây này, app này 91 này, app này là app hiệp độc các bạn. Đang sẽ tắt hết đi. Đấy. Ác này để nhặt vàng các bạn, ác này chưa nhặt vàng nhé các bạn nhé. Đấy, ác cùi thôi, ác cùi để nhặt vàng chứ làm gì đâu. Đấy. Đây một cái ác này nó cũng không dùng đến này các bạn ơi. Ít khi dùng, ác thúy ninh nữ này. Đấy. Tắt hết các bạn ơi. Đấy. Ác này ác nào, ủa đây còn ác này, đây còn dương ra thương. Dưa thương này đi phở để gọi là bày bán đế vàng đấy, rất là nhiều đấy, giản ác khá là ác ấy. Cổ sư này chắc chắn là dùng rồi. Đây gọi là tem chính thôi. Những tem chính mình vứt ra gọn ra ra góc này nha các bạn anh em nhé. Đấy một tem một ác chính nhé. Đồng hồ sẽ vứt vào đây. Đấy. Đấy. Cái Nga mi kiếm hiện tại thì Đông đang sở hữu hai Nga mi kiếm nhá. Em Nga mi kiếm này thì tài sinh 7 cấp 90. Cái app này ít khi nó cày lắm nhưng mà để đi phó bản nên nó không cày. Đấy. Đấy. Tiếp theo đó là một cái app Minh Giáo Trận Binh chuyên đi kéo dàn tem để đi TLT cũng như là đi vạn kiếm đăng, đi kiếm Di Châu. Đấy.
tuy nó rất là cùi nhưng mà nó gắn bó rất là nhiều kỷ niệm. Đây là thuyền nước trượng để đi phó bản tàng kiếm để hóa giải I7. Đầu lắm mày chưa dẫn anh em đi phó bản lần nào. Bước nữa Long sẽ trực tiếp dẫn anh em đi nhá. Cái áp cái bông bồng này để chuyên cho khách vào chơi dùng, vào đi dạo. Đấy, anh em nào có mượn thì anh em nhớ tham gia nhóm group nhá. Sẽ được cho các bạn để đi mượn, đi chơi, đi dạo và đi, nói chung là cho các bạn mượn. Đấy, vì áp này là có thông tin hết rồi. Đấy, cái áp này để chuyên cho khách mượn. Để đi cùng, ví dụ đi cùng phó bản, muốn đi cùng phó bản chơi ấy, thì Long sẽ cho các bạn mượn cái ác này. Ác này hiện tại là tài sinh 8 cấp 90. Đấy. Võ công thì cũng học hết rồi nhưng mà Di Châu thì bắt đầu nó vặn. Đấy. Nói chung là chỉ để đi dạo hay đánh nhau thì rất là kém. Và cái ác này thì ít khi Long đi phó bản lắm, thì Long cũng tắt luôn. Bởi vì cái này nó không nằm thuộc trong tem tàng kiếm anh ạ. Mặc dù nó cũng rất là cao nhưng mà ác này không thuộc trong tem tàng kiếm, bởi vì tem tàng kiếm ấy thì Long lấy hệ kiếm khác ấy. Rồi ok, Long còn thiếu một ác ngam kiếm tiếp nữa nhưng mà tí Long sẽ lấy. Đây, cái ác này chuyên nhặt vàng các bạn, ác này chuyên nhặt vàng nhé, ác này chuyên nhặt vàng trong tem chính và để like luôn, có dịp mà quay cho anh em xem và like luôn. Và cái ác thiên quyền này thì cũng chưa đi dạo bởi vì Long không cày, vì các bạn biết đấy thì thời gian không có, cày cuốc thì phải chơi thường xuyên cơ. Đấy, ác này để cũng đi dạo và BK với anh em cùng trăng nứa cùng cấp. Đấy, đồ cũng rất là cùi thôi bởi vì dạo này Long không cày. Rồi ok. Đấy, đây là ác chính đi tàng kiếm. Và tiếp theo đó là ác Gamidan. Ác này thì cũng hiếm khi đi tàng kiếm nhưng mà cũng hay đi. Hiếm khi đi mà cũng hay đi. Có nghĩa là lúc thích cho đi thì đi mà không đi thì thôi. Và tiếp theo đó là cái ác này à. Ác này là thuộc tem nào đây? Ác nào đây? Ác này Minh Giáo Trần Binh không đi. Ác này để đi phó ác để làm tem 2 các bạn. Đấy. Ác này để làm tem 2. Tem 2 đi tàng kiếm. Nó rất là nhiều ác anh ạ. Đấy. Còn cái ác này thì cũng không bao giờ đi tàng kiếm. Mục đích của cái ác này để làm gì? Mục đích cái ác này để chế đồ anh em, chế máu, chế nạn. Đấy. Các bạn có thể nhìn đấy đang thu thập canh tác này, thái thuốc này. Đấy. Ngày xưa thì Long có ác chế mắc hết rồi. Nhưng mà dạo này là cho hết ác rồi. Có đó cho nhầm đúng ác chế mắc đồ. Nhưng mà giờ là phải làm lại. Đấy. Ác này thì không đi tàng kiếm, cũng thuộc hệ không đi tàng kiếm nên đây là các bạn nhìn chế nạng này, chế nạc mai nội công này 70 này. Đấy. Chế sức mạnh 90 rồi này. Chế máu, chế gân cốt thì 40 thôi. Đấy, chưa chế xong các bạn, chưa học chế xong. Để hôm nào Long lấy vàng đi tàng kiếm và chế tiếp. Rồi ác này lại lên cấp này anh em ơi. Đấy, các bạn để thấy lên cấp 6x rồi này. Ôi, đổ pháo hoa được luôn này anh em ơi. Ác này đổ pháo hoa được luôn này. Long sẽ đổ pháo hoa luôn nhé. Rồi. Đấy, tí nữa lên cấp ầm ầm anh em. Bỏ 100 xu ra chúng ta có một cái ác phó bản đi tàng kiếm thoải mái. À, Long được đá 3 này các bạn ơi. Hên quá nhỉ. Hên quá, để giao dịch được nhá. Đấy, để Long bán các bạn. À, được một hồi tin đơn. À, trồng cây đấy các bạn. Vớ vẩn trồng cây được thu hoạch thừa 100 xu trả chủ ác ấy. À, trả cho mình vay họ. Đấy. Ok, bây giờ đến ác nào nữa nhỉ? Ác vo đang sao đây lắm. À, đây là ác vo đang hút. Ác vo đang hút chắc chắn là nằm trong tem thằng kiếm rồi. Đấy. Chắc là còn ác nào nữa. Ôi, Minh Giáo Huyết Nhân. À đâu, cổ sư à. Ác này Huyết Nhân.
cái app này không tạo ra chơi đâu. App này thì không chơi các bạn, app này chỉ để làm tem phụ không chơi. Đấy, rất là nhiều app. Đấy. Đấy. Cái app Nga Mi Kiếm này Long thoát nhá, bởi vì tí Long lấy app Nga Mi Kiếm khác. Đấy, Long có hai app Nga Mi Kiếm cơ. App đây là app hiệp độc. App hiệp độc này thì không dùng. App này dùng cho tem 2 của thằng kiếm. Đấy. Long có hai hiệp độc mà. Đây app hiệp độc chính đây. VIP lắm anh em ạ, VIP ơi là VIP. Đấy, có thể anh em soi đồ cho anh em. Đấy, quá là VIP luôn. App này là cực VIP, cực siêu VIP anh em. Đấy. Đồ đạc trả vơi đấy. Cấp 96, cấp 99 anh em ạ. Mình không muốn cho này lên cấp đấy. Chứ cày sự kiện thì lên tay 98 thì đơn giản quá. Nhưng mà mình thì không muốn lên, mình cứ để đấy. Mình không muốn hao tâm, tổn trí vì những cái app cũ. Mình cứ để đấy cho nó vui nhé. Thôi tổng kết lại nhá. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vẫn thừa ác. Nào, một phiến này là một này, cổ sư. Cổ sư này thì là mình rất ít khi đi cần kiếm anh em. Thôi nhưng mà đợt này là Long sẽ sắp xếp cho em cổ sư này vào tem tàng kiếm chính. Mình, bởi vì là nó liên quan đến một hệ ác, một dãy ác, có nghĩa là cùng có nghĩa là nó tài khoản nó dễ lấy thì Long sẽ lọc cho nó vào tem tàng kiếm. Rồi ok, ưu tiên em ở em ưu tiên cổ sư này ở tem tàng kiếm VIP. Rồi ok. Một ác đây là ác phiến nhé, đây là ác phiến phụ tiên này, tí Long sẽ lên đồ cho nó. Đấy, thứ hai là cổ sư này. Đấy, thứ ba là minh giáo thượng binh này, không thể thiếu này. Đấy. À, thứ tư đó là thiên ứng trượng. Đấy. Thứ năm đó là vào đam bút này. Đấy. Và ác không thể thiếu đó là ác nhặt vàng các bạn. Áp cái này vừa like vừa nhặt vàng. Áp ngao y đàn thì không đi đâu. Áp ngao y đàn thì ít khi nó đi đâu. Có thể là cho làm áp phụ. Đây còn một cái áp nữa. Áp minh giáo trận binh phụ. Thôi bỏ cái áp này thì tạm thời không đi nữa. Đấy. Cái áp này áp phụ mà đồ đạc trong này rất là nhiều đây. Bao tay. Bao tay là bao tay cùi các bạn. Để đeo cho đẹp thôi. Chúng ta bỏ áp này để làm được cho tem 2. Long sẽ lọc ra tem chính. Và áp này là cũng là áp nhặt vàng luôn này. Long sẽ giao dịch vàng cho cái áp này. Đây. Vậy là chúng ta đủ một dàn tem đấy. Long sẽ chuyển hết vàng cho này. Hạt giống còn chưa trồng xong các bạn, đang trồng hai cây liên tiếp. Rồi, ok, Long sẽ phát cái ác này nhé, vì ác này ít khi dùng. À, một kinh mạch đồng nhân anh em ơi. Đấy, 100 xu mà Long có bằng này vàng đấy các bạn ơi. Nếu mà so với ngày xưa bán thì thừa 100 xu của anh em ạ, lãi. Nhưng mà bây giờ thì bán chỉ chắc là lãi như vậy, vì bây giờ nó rẻ lắm. Sẽ lên được cấp nào nữa. Ôi rồi. Anh em thấy bây giờ lên cấp 8X rất là đơn giản đúng không? Lên 76 này, bây giờ là đi Thái Hư là lên luôn anh em ạ. Nào chúng ta tổng kết một trận lần nữa nhá. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vẫn thừa một ác anh em ạ. Giờ là không biết là bỏ ác nào lên đi ác nào. Bởi vì là trong này còn thiếu một ác đó là ác Nga Mi Kiếm. Để Long lấy ác Nga Mi Kiếm nhá. Đây rồi các bạn ơi, ác Nga Mi Kiếm VIP của Long đây rồi, mà Long đã rất là yêu thích. Và nó trùng tên đúng luôn cái ác chính của mình. Đó là V Tiểu Long Thư Ký. Đây, đây là một em Nga Mi Kiếm chính của mình. Đấy, các bạn thấy chưa? Mật tịch này có Long có hai mật tịch cơ. Mật tịch này rất là ngon, phần trăm rất là cao này. Nhưng mà mỗi đội có 8 thành. Mình ép vào quyển được 10 thành rồi. Đấy. Nhưng mà mình cứ để đấy các bạn, tạm thời mình cứ để đấy. Ác Nga Mi Kiếm này thì nó cũng sen đấy. Dạo này mình không đầu tư nên sen nó chỉ được 3 phút thôi. Mà mình chưa dùng bút các bạn, chưa dùng chuyển bút để tăng thời lượng lên. Nhưng mà 3 phút để hôm nào mình sẽ
đang cho tăng lên. Đấy, cái quần này một số bạn hỏi là làm sao có cái quần chuyển ngoại sang chuyển sinh 7, chuyển sinh 8 mà để được giữ lại được này. Vì cái này nó không có thời hạn giữ được các bạn, nó không có thời hạn thì mất. Đấy, các bạn thấy không? Tính vật cấp 6 thôi. Giờ này Long không chơi nên ít đầu tư cho cái app của mình. Đấy. Bây giờ là chúng ta điểm lại nhá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vẫn thừa ra một ác anh em ơi. Giờ chúng ta tổng kết lại, ác này phải đi là 1 này. Bắt buộc phải đi, gọi là bắt buộc anh ạ. Gọi là bắt buộc phải đi để nhặt vàng là 1 này. Ác cô môn phái để nhặt vàng mà. Ác thân quyền này. Ác thân quyền này cũng bắt buộc phải đi. Bởi vì để cho đi chơi luôn ý. Hai ác này. Đấy. Akamida này đang phân vân. Akamida này thì có khả năng là cho ở nhà thôi anh em ạ. Vì Akamida đi trá đây làm gì. Đấy. Đồ đạc đi. Mang như này mình cũng muốn cho đi. Akamida vẫn đang bút này. Đấy. Chắc chắn là phải đi rồi. Akamida trượng này thì cũng chắc chắn phải đi rồi. Để đi mời 7 qua vượt qua 7. Và Akamida giáo này thì càng chắc chắn là phải đi nữa. Đấy. Ác cổ sư này đi được mà không đi được đấy, nó thuộc hệ linh hoạt. Đấy. Linh hoạt thì mở đăng bút cũng linh hoạt rồi, mở qua cửa ải rút kiếm lên thoải mái. Kim mộc thì thổ hỏa là linh hoạt đúng không? Đấy. Đấy, cổ sư ác ngang kiếm thì chắc chắn rồi anh em đúng không? Ác thuyền vô tiền đây thì chắc chắn nữa đâu. Đấy, có 77 rồi anh em ơi. Đốt pháo đi. Rác của Even này. Mình không lấy rác của Even nữa. Đấy, mình mở hết cái này lên. Biết đâu thì trồng cây để được cái gì vip vip. Ngon đấy, hay. Đấy, đọc được 3 cái này nữa nhá. Đấy. Giờ suy nghĩ lại thì là bỏ một app đi. Có lẽ là cổ sư. Cổ sư là thật ra là chả cần mà. Thôi Long bỏ Ngamida đi các bạn. Vì Ngamida này đi rất là chậm anh ạ. Ngamida này chủ yếu đi dạo. Thôi Long sẽ bỏ Ngamida đi nhé. Rồi. Đây là một tem toàn kiếm chính của Long. Mặc dù nó rất là cùi thôi, nhưng mà có khả năng đi phó bản TDT là một này. Kiếm đi kiếm ra chi châu được này, hai này. Đấy. Đấy, một ác cô một phái. Thiên Long Quyền. Đấy. Có đang bút. Ác Thiên Long Trượng. Đây là ác Ninja Trần Binh. Ác cổ sư. Đấy. Và đây là ác thiên vũ tiên, chắc chắn là không thể thiếu rồi. Long là sẽ làm lại cái ác này. Ác thiên vũ tiên kia bị quên mật khẩu. Quên tài khoản, nhớ mật khẩu nhưng mà quên tài khoản. Nhớ tài khoản nhưng mà không nhớ hết anh em ạ. Còn ngăn kiếm thì chắc chắn phải đi rồi. Ác này tí cho đi thấy hư anh ạ. Đi thấy hư để lấy danh vọng sư môn. Rồi ok các bạn nhá. Tổng thể cái dàn tem của Long có như thế này thôi. Đây là dàn tem chính giới thiệu cho các bạn đấy. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Lọc ác dàn tem chính để đi đặt kiếm. Ô, cũng như là đi phó bản nhá. Ok, bye bye các bạn nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và chúc các bạn một buổi tối thật là vui vẻ. Bye bye.